chuyến trước có dính con rồi nha các bạn. Cái này chuyến trước mình dính con nên cái này dính tiếp một con nữa. Bởi trứng vịt của mình hay gì các bạn. Dần dần này kìa. Quá trời quá đất không. Bởi cho ta. Còn cái vỏ không hay gì. Bởi rồi, nó mổ bởi rồi. Chảy nước rồi. Cái này dính con này là con thứ hai ha. Đặt nó xuống rồi.